Đoàn khảo sát do Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Long An Nguyễn Giang Đác làm trưởng đoàn đến khảo sát tình hình mua và đọc báo tạp chí của đảng năm 2024 tại huyện Châu Thành. Hiện nay, huyện Châu Thành có 55 đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy với 2.655 đảng viên, trong đó có 47 đơn vị đặt mua báo, tạp chí của đảng. Nhìn chung, việc mua và đọc báo đảng được Ban Thường vụ huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Tình hình mua và đọc báo, tạp chí của đảng có sự chuyển biến tích cực ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị so với năm 2023. Huyện thường xuyên đôn đốc chấn chỉnh việc mua và đọc báo, tạp chí của đảng trên địa bàn. Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Đát đề nghị huyện tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện tốt thông báo kết luận số 173 của ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 về mua và đọc báo tạp chí của đảng. Đề nghị báo Long An cần đổi mới nội dung, hình thức, thông tin phải nhanh chóng, kịp thời nhằm tạo được sự quan tâm của độc giả.